Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ chủ đề nói về cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân, sẽ chôn theo cuộc tẩy trần nay mai. Tuyết Già chia sẻ để các bạn nào hữu duyên đến con đường Phật Pháp tu nhân, để các bạn tích phước, các bạn có được cái phước báo trên trần gian. Chứ nếu như mà mình không có hữu duyên, các bạn biết không, là mình sẽ nói rằng hù dọ hoài. Tại vì cái trần gian này là cái cõi tạm mà, cho nên gặp cái kỳ tận thế thì nó xảy ra nhiều cái chuyện mà lúc này là không có thể nào mà nói được đó các bạn. Nay mai hay hoặc là tháng này hay là sắp tới, nói chung là trong cái năm Thìn năm 2024 này là rất là quan trọng nhất đó các bạn. Tuyết Già chia sẻ với các bạn là tại sao mà cái cõi tạm này lại gặp kỳ tận thế, là cái lý do là sàng lọc để chúng ta thấy mà mau bỏ dữ về lành. Cũng tại con người, tức là nhân loại đó các bạn, kỳ này thông minh quá đúng không các bạn? Thấy kỳ này là coi như là tất cả con người chúng ta là đa số nha các bạn, thì rất là thông minh quá nè, khôn ngoan quá nè. Nhất là những người trẻ đó, càng ngày càng giỏi giang, nên cái gì cũng hiện đại, cái gì cũng hiểu biết. Nói chung là rất là thông minh. Nhiều khi đứa trẻ mà 5-6 tuổi là bắt đầu là các bạn thấy rất thông minh không? Tại vì cái sự thông minh của con người hiện tại bây giờ là thông minh đi theo cái chiều hướng vật chất, chiều hướng cũng như là sống hưởng thụ. Cho nên người xưa đó, có những người người ta cũng như là không có lái được xe Honda luôn đó các bạn. Nhất là cũng như là nữ giới, như xung quanh đó các bạn nhìn thấy là xóm riền nè, xóm làng, nhà cửa quạnh hiu quạnh, có mấy chục cái nóc da thôi, thưa có cái căn nhà. Nhất là ở dưới quê đúng không các bạn, thì xa mới có căn nhà, rồi tivi, tủ lạnh cũng không có. Rồi nói chung là thiếu thốn vô cùng luôn. Giặt quần áo cũng như là giặt bằng tay, nấu cơm bằng củi. Các bạn thấy cái đời sống như vậy không? Thì người ta rất là bình dị, người ta không có biết là những cái hiện đại. Cho nên cái trình độ của người xưa nó kém cỏi về cái con đường ham muốn vật chất. Nói đúng hơn là không có thấy vật chất ở đâu mà để ham muốn. Cho nên người xưa đó là họ không có ham muốn con đường vật chất, bởi tâm người xưa đó là rất là thanh tịnh đó các bạn, đâu có suy nghĩ gì đâu. Sáng ra là làm ruộng, làm đồng, làm thuê, làm mướn, rồi nghĩ tới trưa nay nấu cơm đó, chứ không có nghĩ cũng như là hôm nay ăn gì, ăn cái đó ngán quá ăn cái đó nó không có ngon, không có bổ dưỡng gì. Bây giờ tuổi trẻ càng ngày rất là thông minh, cái này là phải đầy đủ vitamin, cái kia là phải bổ dưỡng đó các bạn thấy không? Thì coi như cái chiều hướng đi đến cũng như cái sự mà ham muốn cao độ vật chất quá, cái gì cũng muốn ăn ngon mặc đẹp hết. Rồi càng ngày các bạn thấy không, rồi đi theo cái chiều hướng mà gọi là gì, kim tiền. Cho nên cái tâm người là suy nghĩ liên tục luôn, suy nghĩ rồi đôi khi có những người vì quá mê tiền, quá mê vật chất, cho nên họ suy nghĩ theo cái chiều hướng mà gọi là giống như dùa hốt nè, lương lẹo nè. Còn một số người mà coi như là sống theo cái lối sống của người xưa đó các bạn, thì coi như tu tập tại gia hiền lành, thì cuộc sống nó rất là bình an, nó không có than thở nhiều. Rồi cái sự mà ốm đau bệnh tật thì nghiệp chướng nó cũng nhẹ nhàng hơn đó các bạn. Tuyết Già chia sẻ với các bạn nè, tại sao mà cái cõi tạm này là lại gặp kỳ tận thế. Các bạn thử suy nghĩ ra nè, các bạn nhìn cũng biết nữa. Cái đồ điện là coi như là hiện đại, coi như là rất là hiện đại. Một khi nó cháy là coi như nó nổ bụp ở trong nhà luôn. Còn ngày xưa đó thì cũng có những cái mà cháy nổ, nhưng mà cái sự cháy các bạn đa số thì ngã cái cây đèn dầu, rồi cháy cái căn nhà lá, không có cái gì trong đó để nổ luôn đó các bạn. Tại vì nấu cơm là ở sau bếp cũng bằng củi, rồi tất cả gì cũng bằng tay hết, mà lỡ có cháy thì không có nổ. Còn bây giờ các bạn thấy không, mỗi lần cháy là nó nổ khủng khiếp luôn, nó nổ hả, coi như là ầm ầm mà mình chạy không kịp, mà nó dễ bắt lửa nữa. Cho nên á, coi như là hả, các vị mà xuống thế gian á, là các vị nhìn thấy thế gian là mấy trăm năm sau là sẽ coi như là gặp kỳ tận diệt, cho nên các vị mới viết để lại. Đây là bài của Ngài Thanh Sĩ viết để lại đó các bạn. Còn bây giờ đó các bạn thấy không, coi như là vì cái sự thông minh này á, hiện đại, rồi mỗi khi mà tai nạn á, các bạn thấy cái gì nó cũng lớn lao hết á. Còn hồi xưa thí dụ như mình đi bộ nè, mình đi ruộng nè, tai nạn ha, lỡ mà hả bất cẩn đi nữa thì nó lọt với mương thôi. Còn bây giờ các bạn thấy, nhất là tham gia giao thông là rất là sợ. Còn nói về cái tu hành ngày xưa nè, các bạn thấy không, thầy tu á, thì chỉ lâu lâu á, là mình mới thấy thầy tu. Những vị mà lâu lâu ẩn tu trên núi rồi về thăm quê, thăm cha, thăm mẹ, thăm gia đình đó các bạn, rồi lâu lâu mình mới nhìn thấy thầy tu. Còn bây giờ các bạn thấy không, thầy tu ngập phố phường luôn, mà tu thì tổ chức không biết bao nhiêu ngàn người, không biết tu cao cỡ nào mà tổ chức lớn ghê luôn. Cái đó là Tuyết Già không biết nha, mà Tuyết Già chỉ nhìn thấy để phân tích thôi. Tại vì cái gì mà nó to, cái gì mà nó cũng như lớn á, thì mỗi khi mà nó chẳng may á thì nó sập, nó rầm rầm. Còn cái gì nó nhỏ thì coi như là hả, nó sẽ gì, nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà hả nhỏ như là bình thường thôi, đúng không các bạn? Đó là cái lý do mà các vị xuống trần gian, các vị nhìn thấy để các vị viết lại những cái bài sấm giảng, cũng như là để lại để cho chúng ta sau này nương theo sấm giảng mà tiết chế lại, đừng có ham muốn của thế nữa, lo tu hành. Bởi vì coi như cái cuộc thay đổi sắp tới này, chuyển thế qua Thượng Nguồn Thánh Đức, cho nên những gì trên trần gian các bạn thấy không, nó sập rầm rầm luôn, nó nổ ầm ầm luôn đó. Rồi hả, núi mà nó tuôn đất xuống, tất cả những gì đây là hả thiên tai từ đây sắp tới luôn đó các bạn. Tuyết Già chia sẻ để các bạn ráng ăn chay niệm Phật làm lành đó các bạn. Trần gian á, là cái lý do á, là tại vì cái hiện đại này á, nó làm lên tai nạn khủng khiếp. Tại vì cái hiện đại thôi, vì chỗ con người cũng như là quá ham mê vật chất nữa. Cho nên cái kỳ mà hả tận thế kỳ này đó, trong cái năm Thìn này á, tận thế đây á, là không phải là giống như là hả tiêu tan hết đâu các bạn. Cũng như là hả cái cơn sàng lọc ở một cái nơi này, một cái nơi nọ, chứ không phải mà cái sự mà tận thế mà giống như là hả sẽ tất cả trên cái quả địa cầu này. Các bạn thấy không, cái chỗ này á là tại sao mà nó rất là bình yên, mà cái chỗ kia tại sao nó lại có những cái chuyện coi như là không may. Các bạn cũng đã nhìn thấy rõ rồi, từ dịch bệnh cho đến tai nạn cũng vậy nữa, dịch bệnh cũng vậy nữa, có hốt hết nhân loại đâu, nó chỉ hốt một số người thôi. Như vậy á, là những người nào hiện tại bây giờ là còn lại đó các bạn phải nhìn thấy rất là quý cái xác phàm. Bởi vì sao? Thượng Đế cho cũng như là chúng ta được cái xác phàm này để đến đây, để cũng như tiến hóa, để tu học, để học hỏi cái cõi phàm trần này, để tiến lên, chứ không phải đến đây để ham mê vật chất. Mà tại vì chúng ta đi sai đường, cho nên á, kỳ này là phải giống như là một cái sự diệt vậy đó các bạn. Nó việc giống như là sàng lọc qua thôi, rồi kẻ còn người mất, từ dịch bệnh cho đến tai nạn cũng vậy thôi, chứ không phải là tất cả đều ra đi. Cho nên Tuyết Già chia sẻ cho các bạn á, là nhìn thấy người xưa đó họ sống rất là trơn chất tiện lành nè, cũng như là không có cái tâm vùa hốt. Nên khi mà trần gian á, dù có xảy ra cũng như là những cái cơn mà hả dịch bệnh hay là những cái thiên tai á, các bạn thấy không, thì người xưa là họ rất là tin tưởng vào tâm linh, họ luôn luôn ăn hiền ở lành và cầu nguyện ơn trên nè, rồi cầu nguyện mẹ thiên nhiên nè, mà họ cũng như là cầu khẩn là họ ăn chay giữ giới. Còn bây giờ các bạn thấy không, Cũng như là mỗi lần mà cái sự gì mà xảy ra trên trần gian á, cái bắt đầu cầu khẩn cho con qua, tai qua nạn khỏi, nhưng mà không bỏ được cái tham sân si, không bỏ được cái lòng ham muốn, thì làm sao mà tai qua nạn khỏi được. Nó may mắn lắm là còn phước báo thì mình mới được qua, còn nếu mình không còn phước báo là tất nhiên là mình không được qua đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, hiện tại bây giờ nè, có một cái số người chạy theo khoa học, chạy theo hiện đại, chạy theo tối tân, chạy theo coi như là cái con đường khoa học. Ví dụ như người xưa đó các bạn, khi mà có bệnh á thì họ cầu nguyện rồi họ thỉnh nước uống là nước lọc bình thường vậy đó các bạn, rồi ăn chay niệm Phật, cũng như là tu nhân vân vân. Rồi thời nay á, các bạn thấy không, dịch bệnh tới á, thì họ chích vaccine nè, ngăn ngừa nè. Các bạn thấy có ngăn ngừa được không? Nó chích vô á, thì nói chung là người thì ngừa được mà người không. Vậy là cái người không chích á, hiện tại bây giờ người ta cũng vẫn ngừa bình thường, có gì đâu các bạn. Cái lúc mà dịch bệnh á, là Tuyết Già nghĩ trong lòng như thế này nè: nếu như á, mà Tuyết Già không còn cái phước sống trên trần gian thì bỏ xác, thua con vịt nó hốt đi. Tuyết Già không có chích một mũi nào nha các bạn. Nếu mà trường hợp mà Tuyết Già còn được cái phước sống trên trần gian, ngày nào thì Tuyết Già sống ngày đó, còn không thì bỏ xác ra đi, chứ không có tiếc nuối cái trần gian gì nữa hết đó các bạn. Cho nên cái lúc mà ở Nhật Bản mà bùng dịch á, là Tuyết Già ăn chay rồi niệm Phật, rồi trì chú, rồi đọc kinh nè, rồi mỗi ngày như vậy đó các bạn. Rồi trong gia đình cũng bị Covid, bị dịch, coi như là cả con gái, cả cháu ngoại luôn. Lúc đó thì cháu ngoại với lại con gái ở chung với mình trong một thời gian ngắn thôi đó các bạn. Rồi cái bị cả nhà bị dịch bệnh luôn. Thì lúc đó là Tuyết Già cũng như là đọc kinh coi như là mỗi ngày đó các bạn. Tuyết Già đọc kinh, rồi Tuyết Già chỉ có uống thuốc cảm thôi. Thuốc cảm mà thông thường cũng như là ở tại Nhật Bản đó các bạn. Rồi Tuyết Già chỉ uống mỗi ngày vậy, uống trong một tuần lễ. Mà cũng may là coi như là hết, chứ không có đi bác sĩ, mà cũng không có chích vaccine, không có gì hết luôn á các bạn. Là cái lý do là Tuyết Già đọc bài kinh Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát. Tại vì mình thuộc cái bài kinh này cho nên mình đọc nguyên bài luôn. Đó, rồi mình đọc như vậy, rồi mình đọc cho con, cho cháu mình trong gia đình nghe nữa đó các bạn. Trong một cái nhà nghe nữa, thì trong một tuần lễ á, thì coi như là tất cả là những người trong nhà là hết luôn. Cũng như là không có còn mà bị cũng như là dương tính nữa các bạn. Tuyết Già thì sống á, là học theo cái lối của người xưa. Cho nên nếu mà chúng ta thuận theo á, cái sự định đoạt của lực tạo hóa, của đấng từ bi, của đấng cha chung ban tặng cho mỗi con người trên thế gian, thì trần gian sẽ rất là ấm im hạnh phúc hơn. Nó đơn giản vậy đó. Là nếu như các bạn mà chịu khó mà coi như học đạo, chịu khó sống thuận theo thiên nhiên, tức là mình sống bình thường, mình đừng có ham muốn gì hết, có cái gì xài cái đó. Nó đa số thì ít có người mà chịu như vậy, tại vì ai cũng muốn thật giàu, thật nhiều tiền của, thật nhiều vật chất để nó sung sướng. Nhưng mà tại gặp cái kỳ tận thế nhằm ngay trong cái năm 2024 này rất là gắt gao, tức là cái sự mà gọi là diệt sàng lọc đó các bạn, để chuyển thế, để trần gian á, coi như là phải chịu những cái cơn mà gọi là tẩy trần, rồi sàng lọc, cũng như là tìm ra hiền nhân. Chứ nếu như mà trần gian này nó im ấm quá thì coi như là mình cũng khó mà tu đó các bạn. Nhìn thấy ai cũng vật chất bao trùm, nhìn thấy ai cũng hạnh phúc sung sướng, nhìn thấy ai cũng tiền của hết, rồi giờ bắt tôi ngồi tu buồn quá đó các bạn thấy không, thì mình rất là khó tu. Nhờ như vậy mình mới giác ngộ tu hành, mình nhìn thấy tất cả coi như trên trần gian này đều là một cái sự giả tạm, coi như là hào nhón, nó trôi qua từng ngày, từng phút, từng giây, các bạn thấy không? Thấy đó rồi mất đó rồi tiêu đó. Cho nên Tuyết Già chia sẻ với các bạn á, là các bạn đừng lo lắng, đừng sợ hãi, ráng coi như là ăn chay niệm Phật giữ giới để qua được cái năm thìn này đó các bạn. Video Tuyết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.